Bây giờ mấy em vuốt nước nổi mặt nha. Làm được như vậy sẽ qua luôn cái lạnh. Giỏi. Ô. Rồi hít thở cho đúng. Đúng rồi đó, Emily làm đúng nè. Đúng rồi. Noemi cũng tốt nè. Mệt thì dừng lại vuốt nước, thở nước. Wow, Noemi làm tốt luôn rồi. Hai chị em đang bơi đua. À không, hai chị em đang thi đứng nước đua. Kiểu người cá. Tốt. Hết tập, hết tập. Đương đầu với sóng gió và bão tố, chúng ta mới có thể tiến hóa thành tiên cá được. Nhờ việc tập luyện với điều kiện khí hậu khắc nghiệt như thế này và đúng với phương pháp, và không phải ai cũng có thể được tập luyện như các em. Bởi vậy các em phải cố gắng lên để trở thành những tiên cá thật sự. Rồi Noemi mệt đúng không? Hết lạnh đúng không? Chính xác. Emily còn lạnh không? Còn một chút, hãy làm như thế nữa, bơi quanh về để qua luôn cái lạnh, để mạnh hơn, hồi ăn cơm ngon hơn, ngủ ngon hơn, mai mạnh hơn bình thường. Tiếp đi mấy em, hít hơi vào vuốt nước cho đúng nha, hít hơi vào, tập cho đôi tay của mình thành vây cá heo nha. Emily có khả năng biến đôi tay của mình thành cá heo nhanh hơn cả Noemi sao? Các bạn có thể tin điều đó xảy ra hay không? Noemi! Ồ, bạn ấy đang đuổi theo kìa. Khi mệt thì em mới bơi như vậy. Tiếp tục, tiếp tục. Tiếp tục nha các người cá. Không có xoay cổ tay, không xoay cổ tay. Chị cố gắng nổi mặt, vuốt nước đúng để nổi mặt, bơi nổi mặt. Cái lần thứ 4 thở ra bằng mũi kết hợp với lắc đuôi. Lắc đuôi xong rồi thở ra bằng mũi, hiểu không? Là, nè, nè mấy em nhìn nè. 1, 2, 3, lắc đuôi, 4 thở ra bằng mũi. Giống như là mình lắc đuôi rồi mình mới thở ra bằng mũi. Rồi kéo tay ngưỡng mặt hít hơi vào á, hiểu không? Nên cái thứ 3 là mình lắc đuôi, xong cái thứ 4 thở ra bằng mũi, ngưỡng mặt hít hơi vào. Cố gắng ngẩng mặt luôn đi, đừng có úp mặt nữa. Mà làm nhanh lên nè, tay là phải gì? Tay là phải gì? Nè, xoay cù chỏ với cánh tay thôi. Giống như cá heo vậy đó. Nè. Đi đi. Cố lên. Emily cố lên, Noemi đã đi trước rồi. Em xoay cánh tay và cù chỏ.
tiếp tục sao? Cảm thấy như thế nào, khỏe không? Đã lạnh hơn nữa chưa?